Xin chào mọi người, đã khá lâu rồi Sơn không làm video để chia sẻ những cái dòng sản phẩm mà Sơn đang hợp tác kinh doanh với tập đoàn chăm sóc sức khỏe Seven Wellness của Nga. Thì hôm nay Sơn muốn chia sẻ cái video này tới mọi người cũng như là các chị đang quan tâm đến cái dòng sản phẩm, cũng như là mong muốn tìm hiểu sâu hơn để lựa chọn sử dụng cho bản thân cũng như gia đình, đó là collagen, đặc biệt là collagen thủy phân. Thì các chị có hỏi Sơn là Sơn đang sử dụng loại collagen nào để cải thiện làn da của mình, thì Xuân cũng xin chia sẻ đó là Xuân đang sử dụng cái dòng sản phẩm collagen thủy phân của Suri. Thì các chị này hỏi là tại sao lại lựa chọn sản phẩm collagen thủy phân, và cái ở độ tuổi nào thì bắt đầu chúng ta phải bổ sung collagen rồi. Thì như các chị đều biết là cái collagen, cái từ collagen thì nó quá thông dụng rồi, đặc biệt là collagen ở trên thị trường nó rất là đa dạng, đúng không ạ? Hồi xưa Xuân cũng như các chị thôi, cũng không có quan tâm đến sức khỏe đâu, không có chăm sóc cả sắc đẹp nhiều đâu. Nhưng mà từ khi mà Xuân là một thành viên trong tập đoàn của Shuri thì bắt đầu Xuân được đào tạo chuyên sâu hơn rất là nhiều. Xuân hiểu được là lúc đấy Xuân mới hiểu được là tại sao cơ thể của chúng ta cần phải làm sạch, và tại sao chúng ta cần phải tìm giống như chúng ta cần phải nạp những cái dinh dưỡng sạch vào cơ thể. Thì lúc đó Xuân được đào tạo rất là nhiều, và Xuân cũng hiểu được là tại sao chúng ta cần bổ sung collagen, và tại sao chúng ta lại lựa chọn cái collagen thủy phân để bổ sung vào cơ thể, và ở độ tuổi nào chúng ta bổ sung collagen sẽ hợp lý nhất. Thì mỗi một ngày chúng ta, những cái trong cái thực phẩm của chúng ta ăn uống hàng ngày ấy, thì cũng có cái lượng collagen nhất định. Nó sẽ có ở trên cái động vật này, trên thực vật này, trên hải sản cũng như là ở trên da cầm. Nhưng mà chúng ta cần bổ sung như thế nào để cho phù hợp với từng lứa tuổi nữa, từng độ tuổi. Thì cái collagen ở những cái độ tuổi từ 20 đến 25 ấy, thì chúng ta cần cái lượng là từ 1.000 đến 2.000 mg trên một ngày nhá, collagen trên một ngày. Và cái độ tuổi từ 30 đến 40 thì lúc đấy chúng ta cần 2.000 cho đến 10.000 mg trên một ngày. Và cái độ tuổi từ trên 40 thì cái lượng collagen của chúng ta cần dung nạp đó là từ 10.000 cho tới 20.000 mg trên một ngày. Thì cái lượng đó thì tại sao mọi người lại nghĩ là nó sẽ đặt câu hỏi là tại sao là chúng ta cần dung nạp nhiều như thế? Thì khi mà ở độ tuổi từ 40 đến 45 tuổi thì cái lượng collagen sản sinh nó sẽ hạn chế rất là nhiều rồi. Thế khi mà chúng ta nạp được những cái lượng collagen như vậy ạ, thì chắc chắn là cơ thể của chúng ta, và đồng thời chúng ta biết chăm sóc sức khỏe nữa, thì lúc đấy chúng ta sẽ có cơ thể khỏe. Lúc đó chúng ta sẽ có làn da mọng nước, và lúc đấy xương của chúng ta sẽ chắc khỏe rất là nhiều. Thì mọi người cũng sẽ hỏi là tại sao lại có vấn đề xương chắc khỏe ở đây, đúng không ạ? Khi mà mọi người nghĩ là xương đau nhức xương thì chúng ta phải bổ sung canxi, đúng không ạ? Cái đấy là chắc chắn là đúng rồi. Nhưng mà tại sao lại uống rất nhiều canxi mà chúng ta lại không có cái kết quả tốt, hoặc là nó không có giảm được cái tình trạng đau nhức, thì chúng ta lại lên tìm hiểu lại để bổ sung thêm collagen. Thì lúc đấy để cho các cái ổ khớp của chúng ta được trơn tru hơn rất là nhiều. Và cái điểm ưu khi chúng ta lựa chọn collagen thủy phân, để cho các chị có một điểm ưu, thì các chị sẽ lựa chọn là đó là khi mà uống collagen thủy phân thì chúng ta sẽ tăng độ đàn hồi cho da, tăng độ ẩm cho da và chống lại quá trình lão hóa da rất là cao. Thì lúc đấy những cái vết chân chim của chúng ta cũng như là những cái vết nếp nhăn của chúng ta nó sẽ hạn chế, đặc biệt là những cái nám sạm hoặc là tán nhang chúng ta sẽ hạn chế rất là nhiều. Và nó sẽ cung cấp cái độ sừng. Cái độ sừng thì nó sẽ giúp cho tóc của chúng ta hạn chế về vấn đề là chẻ ngọn hoặc là gãy rụng. Thì lúc đấy cái sợi tóc của chúng ta sẽ bóng và khỏe rất là nhiều, và móng và răng của chúng ta cũng chắc khỏe nữa. Đó là khi mà bổ sung đủ, và đặc biệt là nó tăng hệ miễn dịch của chúng ta khi chúng ta bổ sung đủ collagen. Và cái nữa là nó sẽ tăng cho chúng ta về vấn đề là các cái ổ khớp của chúng ta, nó sẽ có những cái tăng độ nhầy, độ nhờn cho cái ổ khớp, thì chúng ta sẽ vận động chúng ta sẽ tốt hơn rất là nhiều. Và cái nữa là nó sẽ giúp cho những người mà giảm cân ấy, nó sẽ hạn chế cơn thèm ăn và cái tình trạng là săn chắc các cái cơ bắp, giúp cho chúng ta tập luyện chúng ta sẽ có kết quả cao hơn này. Đồng thời nữa là nó sẽ giúp cho cái vấn đề chuyển hóa lipid tốt, hạn chế giảm được cái tình trạng cholesterol trong máu, thì lúc đấy tim của chúng ta sẽ khỏe, gan khỏe và thận phổi khỏe. Có một cái nữa đó là những người nào mà bị nóng hay uống collagen mà bị nổ mụn thì chúng ta collagen thủy phân đó là cái điểm cộng để chúng ta lựa chọn nhé, chúng ta suy nghĩ để thay đổi nhé. Và cái nữa là khi mà chúng ta nó sẽ giúp cho những cái tế bào sản sinh những tế bào ung thư thì nó sẽ hạn chế hơn. Và đặc biệt là cái tình trạng mà tỷ lệ hấp thụ khi mà chúng ta lựa chọn collagen thủy phân, khi mà collagen thủy phân chúng ta lựa chọn thì nó có cái độ hấp thụ rất là cao, tới 90%, từ 90 đến trên 90%. Còn cái collagen thường
collagen khác và những cái collagen từ những cái thực phẩm khác ấy, thì nó sẽ có từ 27 đến 30% cái độ hấp thụ thôi, tỷ lệ hấp thụ thôi. Thế nên cái điểm cộng ở đây rất là lớn, đó là cái tăng độ hấp thụ tối đa khi chúng ta lựa chọn collagen thủy phân. Và khi chúng ta ở đây thì Xuân đang uống cái collagen này ấy, thì nó cũng là cái dạng mà collagen thủy phân nhưng mà ở dạng bột, nó có dạng nước nữa. Cái dạng viên nén thì nó lại khó hấp thụ hơn là ở dạng nước và dạng dạng bột nhé. Thế nên mọi người sẽ lưu ý để chúng ta lựa chọn. Thì có một cái nữa là cái collagen của Chu Sân đang uống hiện tại như thế này, thì nó một hộp như này nó sẽ đóng 5 gói, nó sẽ phân ra như thế này thì chúng ta rất là dễ uống. Mỗi một lần, mỗi một ngày chúng ta sẽ uống một gói như thế này. Và một năm thì chúng ta chia ra mỗi một lần, chúng ta sẽ bổ sung collagen khoảng 3 tháng một lần, sau đó chúng ta lại nghỉ. Đó, thì cái thời điểm uống collagen tốt nhất, hợp lý nhất đó là trước hoặc sau ăn, từ 2 đến 3 tiếng. Thì thường thường là sẽ uống vào sáng sớm hoặc là buổi tối trước khi đi ngủ. Đó, thì còn ai mà muốn tìm hiểu thêm về collagen bên Chu Sân, mùi vị như thế nào, tác dụng của nó ra sao, và có kết quả như thế nào, thì inbox Chu Sân sẽ chia sẻ thêm. Tại vì Chu Sân cũng muốn là mọi người sẽ có được những cái lựa chọn xứng đáng nhất để có những kết quả tối ưu nhất. Thì mọi người cứ inbox cho Chu Sân. Chúc mọi người có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, sẽ có những cái làn da đẹp. Yes, xin biết ơn và cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều.